Dạ vâng. Xin mời các bậc phụ huynh ạ. Xin cảm ơn cô. À, cho hỏi cô, cô là dân tộc gì ạ? Dân tộc Dao ạ. Dân tộc Dao ạ. Cô có tên gì ạ? Lý Thị Dương. Con học sinh. Một tràng vỗ tay cho cô được không ạ? Một bài động lực cho đoàn được rất là xa xôi đến đây và mọi người rất vất vả. Cô cố gắng nha. Đây à, kia dùng đồng tải tản nhân vua. Anh Dương báo tên với. Dịch. Tôi xin cần một thầy cô hoặc một bác lãnh đạo nào đấy có thể giúp chúng tôi, bởi vì là anh em người Kinh đi từ 3 giờ sáng và bây giờ có đến đâu. Và là để nghe cái giọng người Dao rất là ngọt ngào, nhưng mà thực sự chưa hiểu gì cả. Chẳng qua chính phủ mình dành không nào đấy. Chẳng qua tôi dòng yên phải qua nhận mình thời. Trước khi dịch, chị cứ nói một đoạn, dịch chị có 2 phút để nói. Vâng. Nói xong rồi. Bà bảo là ở Yên người bây giờ dân có ruộng có đất để ăn rồi. Thế thì bây giờ thì cô có thể đọc được cái dòng chữ nào không? Có đọc được dòng chữ nào? Ok, có thể đọc tên đến và xin chào mọi người. Xin chào mọi người đến từ cái này. Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Xin cảm ơn các bạn, dịch lại cái đoạn vừa xong của một cô người Dao đọc là chúng tôi đơn vị tổ chức bóng đá phủ Hà Nội và đến với chương trình sở ấm mùa đông 2017 lần 4 giao lưu và trao quà khu Bến Tân, xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Xin chào và xin chào với tay thật to. Và bây giờ tôi sẽ hát một bài rất tình cảm. Tôi báo ngại đông đại một lúc lạ đấy. Chính phủ Yeah.
chưa? Em có thể dịch qua cái bài hát này một chút xíu được không? Bài hát này là bà muốn nói là cảm ơn tất cả các cô, các chú và đã đến thăm đồng bào và trao quà cho đồng bào ạ. Ông, nhưng mà lúc câu hát đầu tiên anh nghe có chính phủ. Có cả chính phủ đã quan tâm đến đồng bào. Các anh là chính gốc rồi. Thế là ở đây đồng bào là mình có đủ ăn không chứ? Cũng mấy cái cáo nhận chị nhận tạm. Đã nhận tạm. Thế tiếng kinh kia thì bây giờ cứ gì? Bà vừa nói là không đủ nhưng mà các người à cũng không đủ. Thế vừa rồi ngũ mình có quét thì có ảnh hưởng rất nhiều. Có chứ ạ. Vùng vùng nào vùng này? Ngoài này đấy ạ. Sai đây mà. Ok. Cảm ơn chị rất nhiều về bài hát tuyệt vời. Rồi, con chào con tay. Vâng. À vâng, từ từ. À, chị dạy đoàn chúng ta một bài đúng không ạ? À, một đoàn là tiếng Giao đúng không ạ? À. I love you. Hẳn. Y quế mùi. Y quế mùi. Được rồi. Tới yêu các bạn. Ý kiến mua. Sau đây là cũng còn vài phút nữa thì chương trình chúng ta bắt đầu. Mình nhìn tú APTUTU luôn.